buồn phiền chịu quả báo gì? Chịu quả báo gì quý vị biết á? Nếu như mà quý vị mà có thiên nhĩ á, thì quý vị sẽ nghe bằng đêm á, cô hồn người ta khóc đầy đường, ghen rỉ. Còn quý vị đi ngang lò mổ á, thì nghe tiếng heo, tiếng gà, vịt, chó, mèo, châu, ngựa khóc la, kêu gào, sự đau đớn bị phanh thay xẻ thịt. Rồi quý vị nếu có thiên nhãn á, quý vị đi ngang á, cái sạp bán thịt heo, bị thấy á, mấy con heo nó đứng nó đang kênh quý vị cắt thịt nó đó. Có cái câu cũng hỏi như Đức câu này nè: dạ thưa thầy, con á thì con thương con vật lắm, nhưng mà con chưa ăn chay trường. Nhưng con chưa có bao giờ con giết con vật nào ăn, nhưng mà con mua thịt về con ăn, con làm nhiều món lắm. Con xin hỏi thầy, con có tội không? Nhìn Đức hỏi vị có tội không? Có sao không có? Trời ơi, nếu mà không có cái người ăn thì ai làm? Đúng không? Tuy mình không có trực tiếp giết, nhưng mình gián tiếp giết. Khi mà con vật cô hồn nó đến nó hỏi, nó đòi mạng cái ông giết, thì ông giết ông nói: đi kiếm mấy cái đứa ăn á, tại nó ăn mà tôi mới giết. Rồi đi tìm cái người ăn, tìm cái người ăn đổ thừa. Đi kiếm cái người giết, nó không giết lấy đâu tôi ăn. Rồi cuối cùng á, hai người này lãnh đạn, đủ hết chứ. Nhớ, đỡ lắm á, thì nhà mình còn ăn mặn mà không sát sanh trong nhà thì cũng đỡ quán khí. Nhưng nói về có tội hay không là chắc chắn bị ăn thịt, phải có tội. Nhớ. Có nhiều người họ nói nè, vật dưỡng nhân. Nhưng quý vị coi, nếu chúng ta mà đem vô cái chuồng cọp, quý vị nghĩ sao? Thì bản thân chúng ta sẽ sợ hãi cỡ nào? Quý vị coi, nếu như chúng ta mà đang chuẩn bị mà gọi là giống như té xuống hố, té xuống hầm, té xuống một cái hầm gươm đao, gươm giáo, thì cái sự sợ hãi bị cỡ nào chưa? Hoặc là mình bị nằm xuống rồi, người ta cầm dao, người ta chuẩn bị cắt cổ mình, quý vị nghĩ mình sợ sao quý vị? Thì mình nghĩ con vật nó sợ cỡ nào? Hiểu không? Trước nhất nên cái vật, ngài nêu lên cái giới không sát sanh. Vì cái giới này là đại giới. Tại vì con người thương nhất là thân mạng, con vật cũng thương thân mạng. Mà mình sát sanh, mình ăn thịt, đây là đoản mạng chúng sanh, mình bị bệnh đau và chết yểu. Nên tuyệt đối gia đạo mà mừng thọ cha mẹ là không có được sát sanh hại vật cúng đâu. Mà phải ăn chay, mua gạo làm từ thiện, mua mấy niệm Phật nghe pháp tặng cho người ta, thì đây mới thật sự mừng thọ cho cha mẹ mà tăng tuổi thọ. Nhớ nghe. Tại vì trong nhà Phật dạy á, ăn chay phóng sanh sức khỏe tuổi thọ kéo dài. Mà bây giờ mình mặn thọ mà đi sát sanh là mình làm cho cha mẹ mình tổn thọ đó. Đây là nói xác thực đó nghe. Thí dụ như hôm nay mình còn sống, người ta lỡ người ta giết mình thì đoản mạng người ta, thì mạng mình phải bị giảm chứ. Nên phóng sanh tại sao tăng tuổi thọ? Vì mình mua cái chết của nó được sống, nó tăng sự sống nên mình tăng tuổi thọ. Hiểu chưa? Nói dễ hiểu ghê không? Nên nếu như quý vị có thiên nhãn và thiên nhĩ, vị sẽ thấy rõ ràng. Đêm hôm này khóc lóc kêu gào, giờ này mình nói chuyện ở đây thì người ta đứng ở ngoài người ta cũng khóc. Quý vị ăn ở đây thì cảnh giới của quỷ đạo, người ta nhìn quý vị mà người ta gãy cổ. Nhưng mà giờ mình phải ăn chứ sao? Nhưng mà trong cái cảnh giới đó người ta phải khổ đau vậy đó. Gãy cổ xong mà chết liền nói chi? Gãy cổ rồi mà tiếp tục mọc ra cái cổ khác mà đói nữa, rồi nhìn lên ngóc đầu nhìn lên rồi gãy cổ nữa. Nên trong nhà Phật có nói rằng bằng đêm bằng hôm mình không có ăn uống mà gõ chén bát. Nhưng mà bây giờ mình ăn không gõ sao ăn? Nhưng mà nói rõ cho quý vị nghe, để cái quả báo khi đọa làm quỷ đạo, ma đạo khổ đi lắm. Nếu như mình mà có thiên nhãn thiên nhĩ thì nhìn rõ ràng luôn, đầy vậy. Bây giờ mình dọn đồ ăn gì thì người ta đứng đầy ngoài kia, người ta nhìn mình ta ăn. Nói đây không phải để cho quý vị không muốn ăn, nhưng mà để cho quý vị tránh được cái quả báo đó. Nên khi một con người mà buồn phiền thì nó phù hợp với cảnh giới của quỷ đạo, ma đạo. Tại vì người ta buồn, người ta khóc, người ta rên rỉ,
Nếu như quý vị mà có thiên nhĩ, thiên nhãn thì nhìn người ta khóc đầy. Nó quý vị đi ngoài đường quý vị thấy nằm lến nghển mà khóc. Tại vì cảnh giới quá khổ đau. Thờ Đức Phật còn tại thế, Tôn giả Mục Kiền Liên nhìn thấy quỷ đạo mà hứng miếng nước uống vô mà bốc lửa cháy lên. Khổ đau mà không tưởng tượng được. Thấy không? Nên từ nơi đó đó mà người buồn phiền là phù hợp với cảnh giới của ma đạo quỷ đạo. Họ rên rỉ ghê lắm. Có những người kìa, người ta sống trong cuộc đời này kìa mà người ta yếu bóng dí một chút thôi, người ta đi ngang một cái chỗ nào là ta nghe khóc sùm. Khóc sùm chứ. Có một ngôi chùa mà người ta đi ngang cái chỗ nhà vệ sinh mà ta nghe tiếng khóc sùm hết chứ. Lỡ hỏi Như Đức cái tiếng gì khóc vậy thầy? Những Đức nói cảnh giới của quỷ đạo ma đạo khóc chứ gì. Nó gọi là cô hồn, cô là cô đơn. Một linh hồn cô đơn buồn bã. Khi thấy thăng bằng quyến thuộc mình mà nói họ nghe. Lúc vợ chồng còn ở bên nhau, gặp nhau nói chuyện với nhau. Nhưng khi chết rồi thì làm cô hồn, mình kêu họ, mình nói chuyện với họ mà họ không biết. Mình và người thân ngồi với nhau ăn uống, họ đi xung quanh họ nhìn, nhưng họ kêu mình không nghe. Chỉ có nhân duyên đi vào giấc mộng. Nên mỗi lần quý vị ngủ mà gặp giấc mộng mà người thân chết đã lâu mà báo mộng thì quý vị biết cảnh giới của họ là cảnh giới sâu. Đa phần đều là cảnh giới của quỷ đạo và ma đạo. Về báo mộng để mong rằng quý vị tu phước tu duyên để hồi hướng cho họ. Đây cũng là trong dịp tháng 7. Nhà Đức nói những điều này, tại sao lúc này nhà Đức giảng ưa nói những điều này? Vì trong dịp tháng 7 là tháng cô hồn. Hồi nãy có một cô kể cho Đức nghe. Cô đi về quê, rồi cô á, lên cái cây gì đó trồng té hay sao đó, rồi cô xô chồng qua bên sợ trúng vô cái cây nhọn, rồi cô chợt tay cô té đi xuống dưới cái hồ mà nó sâu hơn 2 thước, mà cô trong khi cô có thước mấy à, thước rưỡi à, nó lùn xỉn. Vậy đó mà cuối cùng quý vị coi, bà đeo cái máy niệm Phật Nhân Đức á, mà bà nói rằng cái hồ nó sâu hơn 2 thước. Vậy đó mà nó tự nhiên á, thì cái máy niệm Phật niệm, bả niệm theo, thì nó chỉ là đi tới ngang cái máy niệm Phật là tự nhiên nó không chìm bả nữa. Rồi tự nhiên bả mang đôi dép y tinh mà bả đi. Thì rõ ràng cái ông mà té xuống dưới biển mà 4 ngày 4 đêm mà ông nói rằng giống như ông đang đi trên cát vậy đó. Thì rõ ràng chứ, quý vị thấy cái việc niệm Phật chưa? Quá thù thắng. Thấy không? Cái này là xác thực đó. Kìa, có đứa bé kìa, bà nó cho kìa cái máy niệm Phật. Vậy mà nó đeo cái máy niệm Phật nó niệm, nó đi đến cái chỗ vắng, vậy mà có người nói xô nó đi, xô nó đi. Vậy mà có người nói rằng đừng có xô nó niệm Phật, mày xô nó là mày đọa sâu dữ lắm, không dám xô. Nên cái người mà niệm Phật là nghiệp nặng báo nhẹ, nghiệp nhẹ biến mất luôn. Đó là nghiệp nhẹ đó, quý vị gặp biến luôn đó. Còn nếu nghiệp nặng thì báo nhẹ. Như cái cô té một cái thấy chưa, nó nghiệp cô nặng quá nên cái chân cô bị một chút. Còn cái đứa bé kia đeo máy niệm Phật té vô chiếc xe mà cuốn vô cái bánh xe luôn. Chính gia đình dẫn là gặp Nhân Đức, cuốn vô bánh xe, 100 người đều nói bé phải chết. Cuốn vô bánh xe bự, thiệt là bự, cuốn chậm. Vậy mà văng bé ra ngoài, vậy mà nó lột da đùi rồi cuối cùng phẫu thuật lại. Bây giờ trở lại bình thường mà lạ thai, không gãy một miếng xương. Kinh chưa? Thấy không? Cái việc mà niệm Phật mình phải tin Phật Bồ Tát che chở. Nếu mình có lòng tin này là tức khắc có sự che chở 100%. Đó, nên chúng ta đến với cuộc đời này nghiệp nặng báo nhẹ nghe. Tu á là nghiệp nặng báo nhẹ. Mình mà biết tu hành mà gia đình con cái mình té gãy tay gãy chân mình đừng có chán. Nếu như mình mà không tu nó gãy cổ á, đừng nói chuyện dựng chơi. Thấy không? Nên á, người mà buồn phiền là phù hợp với cảnh giới của ma đạo và quỷ đạo. Quý vị coi cái cảnh giới u minh ở dưới âm phủ, buồn khổ nên cảnh giới u minh. Quý vị biết rằng á, cảnh giới u minh là sao không? Là u ám. Mà ở dưới âm phủ là màu gì? Màu xám. Không có nhật nguyệt. Thời tiết tối tăm u ám. Xuống đó một cái là gió thổi. Quý vị thấy không? Tại vì cái cảnh giới đó là hương linh, cô hồn, là không có thăng.
Nó còn cái linh hồn mà cô hồn này là đang buồn khổ. Nên khi mà ở với âm phủ cảnh giới nó u ám thì người ta đi làm sao? Gió thì trong tiếng gió lồng thêm cái tiếng người kêu. Ghê không? Nên mấy đứa nhỏ mà bắt hiếu với cha mẹ là các con chờ đi xuống dưới đó, hiểu không? Nói dối với cha mẹ thì bị cắt lưỡi. Cái lưỡi gì mà có cái móc sắt nó móc nó kéo ra. Cái lưỡi mình kéo ra dài lắm đó các con. Nó kéo ra rồi nó cầm cái dao rẹt cục cái lưỡi. Mà cắt hoài đâu phải cắt một lần đâu, cắt hoài luôn. Nên trong tất cả các tội, tội nặng nhất là tội bất hiếu với cha mẹ, chửi cha mắng mẹ. Nhớ nghe, một con người có học giỏi cỡ nào mà chửi cha mắng mẹ, người này đố mà thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này, chắc chắn quý vị luôn. Một người chửi cha mắng mẹ mà thành đạt sự nghiệp trong cuộc đời này, đúng ra số phận của họ phải thành đạt khoảng 3 đời. Nhưng vì chửi cha mắng mẹ nên thành đạt có thể được nửa đời là xong. Mất 2 đời rưỡi. Kinh chưa? Nên mình có duyên sống với nhau trong cuộc đời này, có duyên là vợ chồng con cái, nên làm sao để bồi dưỡng một gia đình cho nó sống đặc biệt quý vị. Đừng có nên lao theo tiền bạc vặt chắc quá mà để mất đi tình cảm gia đình. Đừng đợi khi chúng ta xa nhau, chúng ta chết đi rồi chúng ta mới khóc. Đừng nên đợi ngày đó. Đừng nên đợi ngày đó. Nói quý vị coi cái câu chuyện mà trưởng giả kén rễ chứ. Hai vợ chồng cho vay tiền góp, ác ôn, hung dữ, bạo ngược. Ngày xưa gọi là tá điền, là chủ đất đó, hiểu không? Người ta làm thuê làm mướn cho, mà cuối cùng hành hẹ chửi mắng người ta, cho vay ăn lời cắt cổ, lựa lúc người ta khổ đau mà cho miệng mượn tiền xong xiết nhà, rồi hành hẹ người ta. Vợ chồng ác ôn vô cùng, vậy mà sanh ra con cái lên nó quậy phá tánh bành nhà cửa. Khi vừa phát tâm quy tam bảo, hai đứa con đòi nợ chết queo. Ghê không? Rồi xong thối tâm đối với tam bảo, trong lòng buồn vô cùng buồn, thì ông ngủ được Quan Âm Bồ Tát giả một chàng trai dẫn ông xuống âm phủ. Ông này cũng có duyên đặc biệt nên để lại câu chuyện đó. Khi đi xuống âm phủ ông gặp con ông, thì lúc đó vợ cũng chết hết rồi, thì gặp con ông. Thằng con trai thứ hai thì lỡ kêu con, nó nói con gì ông ơi, ông là thiếu nợ tôi lên tôi đòi nợ, nhưng mà tôi đòi quá đáng, cuối cùng xuống đây tôi phải chịu đọ nè. Lỡ thằng thứ ba cũng thôi, con cái gì, ông cũng thiếu nợ tôi lên tôi đòi nợ, nhưng tôi đòi quá đáng, bây giờ tôi đọ. Lỡ thằng thứ tư, con ơi con, hai thằng kia nó lì lợm, nó hổn, nó đi sớm, còn con hiền hậu sao con đi sớm, vì tôi thiếu nợ ông nên tôi đến để tôi trả ơn cho ông. Trả ơn xong rồi tôi đi, bây giờ tôi chuẩn bị đi đầu thai, thôi tôi chào ông tôi đi nghe. Đó, thấy chưa? Lỡ gặp bà vợ đang ngồi trên bàn trong là bàn đinh á, bà ngồi trên đó ở trên mà đội thêm á, giống như là cái chậu máu vậy đó, khổ đau vô cùng, nó đè bà mà cái mông nó bị đinh đâm bấy bá, máu me chảy tùm lum. Vừa gặp ông một cái bà rên rỉ, ông ơi ông, tôi nè ông ơi ông. Rồi xong cái ông nói bà ơi bà làm cái gì mà bây giờ bà chịu khổ gì vậy bà? Cho dai ăn lời cắt cổ ông ơi, chuyện có nói không, chuyện không nói có, hại người quá trời ông ơi. Bây giờ tôi khổ quá ông à, nếu ông còn nghĩ chút tình cảm vợ chồng, ông về trên dương thế lấy của cái bố thí cúng dường làm thiện tu nhân tích đức hồi hướng giùm cho tôi ông ấy ông. Vì có coi câu chuyện đó là có 100% luôn. Rõ ràng không? Vì con vì gia đình mà tạo bao nhiêu nghiệp chướng, khi chết mình phải chịu khổ đau đọa lạc. Nhưng mà không ngờ mình lo cho những đứa con quan gia đòi nợ hoặc là trả ơn. Thấy rõ ràng chưa? Nên cái cõi này mà không nghe đạo là chúng ta mù mờ thiệt rồi. Mù mờ rồi quý vị ô.
Ha, nghe gì nó mới đặc biệt nè. Nó bây giờ mình nói về nhân quả này, nên cho mấy đứa cháu này nè, các con mỗi tuần thứ bảy đi học kệ, đi lỡ đây, không đi đến đây chứ nó lạc luôn, quên mất tiêu luôn, hiểu không? À, nói xin thầy cô giáo, tôi thứ bảy tôi đi chùa à, chiều thứ bảy tôi đi chùa, không nói vòng vo chứ nghe, chủ nhật đi chùa. Nó à, bây giờ quý vị coi, con mình nó học quá trời học, cuối cùng bây giờ nó không biết cái gì là nhân quả đạo đức, cuối cùng có được cái gì đâu. Bây giờ nhận đức hồi sáng gặp một cái bà đó, bà lỡ bà nói thầy ơi, thầy ở ngoài đời bây giờ ghê, kiếm tiền khó khăn, thầy biết rằng là nó gạt người ta mà đi làm nó lấy tiền, rồi nó bắt người ta nó bán nội tạng, thầy ơi thầy ghê quá, bây giờ quá khổ, và bây giờ nó sanh ra tứ tung lang tang chuyện với cuộc đời quý vị. Mà bây giờ quý vị thấy ngoài đời kiếm tiền khó đúng không? Nó nên kiếm tiền khó thì vô đây khỏi cần lo, có cơm ăn áo bặn sống, vô đây tu được ngày hai ngày bình yên cho nó hạnh phúc nghe. Dù là kiếm tiền khó nhưng mà cái đồng tiền tạo nghiệp không kiếm, tiền mà tạo nghiệp kiếm mắc phước sao tồn tại, thà kiếm tiền đàng hoàng mà nó đậu còn hơn kiếm tiền nhiều mà bất an. Những đức nói với vị nghe, quý vị mà giàu mà vì đồng tiền bất an, nếu quý vị mà không nghe đạo, quý vị ăn không ngon ngủ không yên vì đồng tiền đó đó, quý vị tin không? Phải tin, tin thử đi. Đồng tiền mà tội lỗi mà quý vị cầm đi rồi quý vị ăn ngon ngủ yên mới sợ á đó. Nên á, mình á, nghe đạo nó quan trọng lắm. Rồi bây giờ đi đến đây vợ chồng được bồi dưỡng, nghĩ đến cha mẹ hai bên liền, nghĩ đến cha mẹ hai bên là đang bồi dưỡng hạnh phúc gia đình mình đó. Trời nghe thầy kể ông sao tự nhiên sao tôi nhớ mẹ quá trời, hồi cấp giờ lo làm ăn mà quên bả mất tiêu rồi. Thằng chồng nó nói trời ơi nghe thầy giảng tôi cũng nhớ má tôi quá trời nhớ luôn, tôi cũng lo gia đình này mà tôi quên bả mất tiêu rồi. Thôi vợ chồng mình sắp xếp đi, đến thăm ba mẹ hai bên cái nhớ mua thêm nãy chuối nghe. Mua quà cho cha mẹ, nếu cha mẹ còn ăn mặn thì bà thèm gà luộc, mua con gà luộc cho bà ăn. Chứ sao bây giờ cha mẹ mình còn ăn mặn, lẽ mình mua đồ hũ. Ngoài đời mà người ta mà còn ăn mặn, người ta nghĩ rằng ăn rau ăn đồ hũ đó là cái gì, đó là khổ đó quý vị. Rồi tới nào quý vị ăn chay đi, quý vị tính chuyện này. Còn bây giờ cha mẹ còn ăn mặn thì quý vị cứ lo cho cha mẹ, nhờ người ta làm giùm để lo cho cha mẹ của mình. Từ nơi cái tâm đó mà từ từ dẫn cha mẹ vô đạo. Chứ ban đầu đừng có nói bà ăn bà đỏ địa ngục là bà chánh mình luôn á. Chánh làm sao đổ, trước nhất phải cho ăn trước rồi mới đổ sau. Cái nhân cái quả, tại mẹ cha tôi còn ăn mặn, tôi phải lo cho cha mẹ tôi à. Bây giờ mình không lo cho cha mẹ mình chết đói quán hạn còn tội nặng hơn. Hiểu chưa? Mình cho ăn đi, thương đi, rồi mình mới dẫn đến chùa, bà mới nghe mình. Rồi nghe ông thầy giảng gì nè, bà hú hồn. Hiểu không? Nên những đức nói vị nghe, buồn phiền là quả báo của tam đồ, buồn phiền là cảnh giới của quỷ đạo. Nên tất cả những người mà mang tâm buồn phiền người khác, xóa sổ đi, xóa sổ cái tâm buồn phiền đi. Buồn người ta là khổ mình, nhất là mấy phụ nữ con gái mà buồn là xấu như con ma vậy đó. Thử mà buồn đi, mấy cái bà nào mà ghen nhiều đi, cái mặt xấu quắc, xấu mà còn quắc nữa. Mấy bà tới ngày bà ghen hoài, bởi vì mấy bà phá hoại sắc đẹp của mấy bà. Có bà kia nói có đẹp đâu phá, đúng không? Ghen tuông giết rồi nó phá hoại cái duyên phước đó nghe. Nó tối ngày ghen tuông chi à, nó không chung thủy, có ghen cỡ nào nó cũng đi tùm lum mà. Mình ở nhà mình niệm Phật, mình nghe những đức giảng còn ngon hơn nữa. Có cái bà kia bà nói nè, trời ơi thầy nói thì nói vậy chứ con đâu có thua ổng đâu, ổng ăn chả thì con ăn cà lem. Nói ta bà tào lao, ổng đã làm sai mà bà cũng đi làm sai theo nó, bà tào lao, hiểu không?
bà bấm vũ giảng Đức lên bà nghe đi, bà cười hả hê. Rồi lúc đó giết bà thông cái tâm bà, ổng đi đâu đi kệ. Bà ở nhà bà nghe quá bà niệm Phật với bà đẹp. Bà đẹp với nó nhìn thấy bà đẹp nó nghỉ đi luôn. Lúc đó bà tha hồ bà khổ. Cho bà biết. Hiểu chưa? Còn tối ngày ghen quyết giết rồi nó xấu quắc. Mà thường là ghen cứ người ta về cái là nói đon nói ren giết người ta bỏ nhà luôn. Thường là phụ nữ ghen là cứ chồng đi về là hỏi đi đâu à. Thường đi làm 5 giờ về sao giờ này mới về. Đi đâu? Nói này nói kia giết nó nhức xương. Nó làm mệt rồi mà về còn nghe nói kiểu chuyện cái kiểu đó nó bỏ đi luôn. Nói trời, nó nói với mấy bạn nó mày tao nói thiệt vợ mày không biết sao chứ tao nói vợ của tao, tao đi làm cực mà tao về tao thấy con vợ tao là tao thấy mệt mỏi. Bởi vì thôi anh em đi làm xong ra ngoài cái quán nhậu dập đi. Rồi tao về tao mệt tao ịt nghe tao ngủ phước cho rồi chứ tao mà tỉnh là tao nghe nó nói chuyện tao mệt lắm. Giết rồi nó bỏ nhà bỏ cửa nên gia đình mất hạnh phúc. Nên mình ở nhà mình cứ rảnh mình cứ nghe pháp đi. Mình dưỡng cái sắc đẹp mình đi. Thấy chưa? Mấy bà mà nghe gì mấy bà khôn biết mấy. Trời ơi đi ghen tuông. Còn điện thoại nữa chứ. Điện coi ổng đang ở đâu. Sáu sậu ư? Anh ba con có ghé không em? Sao ổng đi đâu mất tiêu rồi? Điện về nhà này nhà kia coi ổng có ghé không. Mấy bà làm cái chuyện mấy bà khổ không à. Mấy bà nghe coi mấy bà có cái tâm đó không. Coi chừng mấy bà khổ te tua. Nhờ học Phật mà nghe tôi nhắc giết bữa nay mới mặt tròn trịa đấy. Không khéo rồi giết rồi nó xấu như con mắm vậy. Ô luôn nghe. Nó nên tự mà biết dưỡng mình đi. Đừng có hại mình nghe quý vị. Nó nghe vậy đúng là không nghe gì nữa, đúng là thích đó nghe. Nó nên nhớ nghe, buồn phiền là cảnh giới của ma đạo quỷ đạo. Nên những đức mong rằng cô hồn mà nghe gì cũng niệm Phật đi. Đừng có buồn nữa. Ở trong chùa này mỗi ngày cũng đi thực cho dùng nghe pháp. Nó rồi tự nhiên cái linh thức nó sáng lên, nó mạnh lên. Không có buồn nữa nghe. Cô hồn. Buồn chi? Ghen nghĩ làm gì? Niệm Phật đi. Cái ghen nghĩ đó. Khổ quá. Đổi qua cái câu này. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Cô hồn mà niệm cái gọi là Phật rước về cực lạc luôn. Hỏi khổ. Niệm Phật đi. Đừng có than thở nữa. Còn những hương linh gì nghiệp phá thai đi theo mẹ đòi nợ buông các con. Đòi nợ làm chi? Bây giờ cái số mình là nó không được sinh ra đời. Nên mình giữa chừng là người ta giết mình mất tiêu. Vì mình cũng từng giết người ta. Bây giờ mình thấy mình báo thù hoài thì mình khổ. Bây giờ nghe thầy Đức cũng nói vậy, buông cái tâm hận thù đi các con. Trong đây cũng nhiều bà mang nghiệp phá thai nè. Chứ không phải là không có đâu. Nó theo mấy bà đó. Mấy bà nặng gánh trên vai đấy. Mấy bà lỡ đây gánh nghe. Nó nhiều. Thấy không? Đó nên cái tâm buồn phiền đi đến đây nghe từ từ viết. Xóa cái tâm buồn phiền luôn. Xóa cái tâm buồn phiền luôn. Chờ biết cái nghe. Thấy không? Nó. Còn bây giờ dù mình chưa gặp nạn tai gì mà cứ nghe đạo đi. Rồi con người có thịnh thì có si quý vị ơi. Học đạo viết đi nó tốt nghe. Trước nhất chúng ta thấy chùa mình mỗi tuần thứ bảy bây giờ càng ngày càng đông. Nhiều người lớn cha mẹ đến đây. Nhưng Đức nghĩ nếu như tất cả các cháu nhỏ đến đây mà cha mẹ không có đến thì nó cũng không có đặc biệt bằng cha mẹ đến được tiếp nhận giáo dục. Vì con nít ảnh hưởng người lớn lắm quý vị. Chứ không phải người lớn ảnh hưởng nít đâu. Nít ảnh hưởng người lớn ít lắm. Mà người lớn ảnh hưởng nít nó nhiều. Nên người lớn mà được tiếp nhận giáo dục thì nít nó học theo hay. Nên mỗi tuần cái lớp học tập của chúng ta nó đi vào nhân quả luôn.
từ nhân sinh nó đi đến nhân quả, rồi từ nhân quả đi đến niệm Phật, rồi từ niệm Phật đi đến vãng sanh. Đi từ công đoạn. Vì nhớ rằng là con người khi mà học được định luật nhân quả thì con người ta nó mới tốt. Thế sợ quả báo. Nên mỗi tuần thứ bảy này viết các phái đoàn như ở thành phố hay Vũng Tàu, Đồng Nai rồi đó, mình đưa lên chương trình. Ví dụ như những người cha mẹ muốn đăng ký để gia đình được đi, đúng không? Chứ không phải là mình đi dẫn con họ nữa, mà là một số quen thì cứ vậy bình thường. Nhưng bây giờ là tất cả những người làm cha làm mẹ muốn cho gia đình của mình rồi con rồi được tiếp nhận giáo dục, gia đình nó được gần gũi với nhau nhiều chút, hoặc là mỗi tuần được gặp nhau ở trong ngôi nhà Tam Bảo, thì điện thoại cho các trưởng đoàn đăng ký để người ta sắp xếp cho mình đi. Vậy thì nó hay lắm quý vị, đặc biệt. Nên những đứa thấy rằng mỗi tuần thứ bảy đến đây được lớp học này, mình học tập nó cũng hay, nghe được giáo dục, mình nghe được nhân quả, nó hay mà. Khi chồng mình nhậu nhẹt quá, nghe có giết nó nghỉ nhậu sao, rồi biết đâu nó vô chùa mà nó ăn miếng đồ ăn trong chùa, tự nhiên nó về nó uống rượu cũng được. Đó không phải đơn giản quý vị. Thì biết rằng trong tất cả các cái công đức bố thí cúng dường thì cúng dường Tam Bảo là lớn nhất, bao gồm hết trơn. Vậy thì mình ăn miếng đồ ăn của Tam Bảo mình phải có phước lắm, chứ không có đơn giản đâu quý vị. Nó quay tới quay lui. Ví dụ như cúng dường Tam Bảo là thù thắng nhất, vì ăn Tam Bảo là thù thắng nhất. Hiểu không? Thí dụ như trong nhà Phật nó độ người thuận nghịch. Quý vị coi cái câu chuyện mà niệm Phật diệt tội, vì biết liền thuận và nghịch độ được luôn. Cái người thuận duyên giúp cái vị này, vị này độ được. Còn cái người mà nghịch cảnh trở ngại người này độ luôn. Nên từ nơi đó mà khi cái người người ta được vào ngôi nhà Tam Bảo, người ta ăn cơm Tam Bảo, người đó cũng được độ. Dù họ chưa tu gì cũng được độ. Tại vì đã có duyên quý vị, đã gọi là ăn uống của Tam Bảo là có duyên. Thấy không? Có duyên liền. Nếu như mà người ta tu rồi người ta sửa đổi lỗi lầm tốt thì cái duyên lành, duyên thiện, duyên tốt. Còn nếu như mà người ta mà không chịu lo tu hành gì thì nó cũng có duyên, nhưng mà nó nghịch duyên. Nhưng trong cái nghịch duyên vẫn được độ, vẫn được độ. Chỉ có không được độ là người không có duyên. Không có duyên mới không được độ thôi. Đó. Nên quý vị thấy điều tốt hết trơn, thấy không? Điều tốt hết. Nên nhiều người ta đi đến chùa giết mà người ta sửa đổi lỗi lầm người ta tốt. Như bữa nay mà sinh nhật mà 30 người, từ khi mà sinh nhật mà Như Đức tặng heo bỏ ống với cái máy điệu Phật này là lên đô luôn. Sinh nhật quá trời đông, sinh nhật mà 30 người luôn. Không mà thấy ý nghĩa quý vị. Đây được tiếp nhận giáo dục, rồi được hiểu cái nguyên lý của sinh nhật. Đa phần ngoài đời bây giờ mình người lớn đi, ngày sinh nhật của mình là khi mình đi nhậu, đi karaoke, đi thì mấy tăng. Bây giờ sinh nhật mình hiểu được nguyên lý là mình đến với cha mẹ mình, mình cảm ơn cha mẹ mình. Ngày này mẹ cha mình sinh mình khó khăn, ngày sinh nhật mình phải nhớ ơn cha mẹ mình, mua một cái bánh đó mình về mình dâng lên cho cha cho mẹ mình. Còn nếu như cha mẹ mình chết hết thì tưởng nhớ ngày sinh nhật là mình đi niệm Phật, mình làm việc thiện gì để mình hồi hướng cho cha mẹ mình là bồi gốc để phước báo mình có. Cái này là rất rõ ràng luôn. Nên mỗi một con người mình phải nhớ rằng là khi mình được tiếp nhận giáo dục thì cái lợi ích nó rất là lớn, chứ không phải dễ đâu. Có những con người người ta nghĩ rằng bây giờ tôi đang làm ăn lên quá trời, giáo dục làm gì. Nhưng sau này vị sẽ biết, sau này vị sẽ biết sự trở ngại của nó.
Bây giờ quý vị là người thông minh đúng không? Vì chỉ cần quan sát thôi. Bây giờ quý vị coi cái nơi mà nuôi người già này, nhiều người già vô chùa. Rồi quý vị hãy đi tổng kết những cái viện dưỡng lão đi. Vì coi thử trong đó những người già neo đơn không, hay là những người có con cái. Không lẽ ai cũng neo đơn tầm bậy, rồi ai cũng là nghèo tầm bậy, ai cũng thiếu học. Quý vị đi tổng kết thử đi. Rồi cuối cuộc đời con người chúng ta, mình nhìn nhận ra liền. Mình nhìn nhận ra là một đời người này, dù quý vị đang thịnh, đang đương thời, đang trẻ trung, đang thịnh, nhưng quý vị sẽ si đó. Nhưng quý vị học Phật là quý vị đang có một phương hướng. Khi quý vị mà suy sụp, quý vị có chỗ dựa đó. Có chỗ dựa đó, đừng nói chuyện giỡn. Bây giờ quý vị coi như hiện tại ngồi đây, và ngày Chủ nhật chùa mình, người ta đến người ta tu. Rồi lễ mà 3-4 ngày người ta đến người ta tu, quý vị nói ai người ta cũng nghèo hết. Có những người người ta có địa vị, người ta giàu sang quá trời. Năm xưa khi Đức Phật còn tại thế, Quốc Vương Đại Thần, trưởng giả cư sĩ, đến học đạo quá trời luôn. Chỉ có cái người mà cho rằng mình là sống trong cái thời đại phát triển, Phật Pháp cũ đích tầm bậy, thiếu góc độ. Nhưng Đức thấy Phật Pháp đúng là quá trí tuệ luôn. Thật sự quá trí tuệ. Quý vị coi, gia đình quý vị 2-3 người quý vị đã quản lý khó. Một con người học lớp 3 mà quản lý 2.000 người, phải Phật Pháp trí tuệ không? Công nhận Phật Pháp trí tuệ không? Bây giờ quý vị quản lý một công ty được mấy người? Quý vị biết rằng một công ty vậy là người ta chia ra bao nhiêu ban bệ để quản lý chưa? Chứ đâu phải gọi là giám đốc là quản lý tổng quát đâu. Mà giám đốc người ta ban bố xuống cho từng ban để quản lý. Ban bảo vệ, ban văn phòng, ban nào, nó có trưởng ban. Mà trưởng ban đó là họ nêu lên cái sự việc cho tổng giám đốc rồi phó giám đốc, được từng ban đấy chưa? Những đứa không có làm giám đốc mà những đứa cũng biết. Đó. Còn đây người ta thấy rõ ràng tổng quát chưa? Quý vị thấy vô chùa vì coi thử coi, ở đây 2-3 ngày coi. Phải cái việc gì những đứa cũng đụng vô đúng không? Đó, vậy mà nó 2.000 người nó bình yên thì vì biết Phật Pháp nó quá trí tuệ. Vì sao mình không học? Thí dụ như giờ quý vị ngồi trong đây có những người mình mới đến chùa, quý vị có học thức cao cỡ nào, có địa vị, quý vị có trình độ cỡ nào? Quý vị có thường ngồi nói chuyện cho bao nhiêu người nghe không? Làm sao bao nhiêu người này ta ngồi người ta nghe? Nên á, bữa đó thằng Quách Tấn Du, ca sĩ nổi tiếng Quách Tấn Du nói một câu nè: khi con mà đi vô đây á, con ngồi con nghe thầy giảng á, thì tự nhiên con nghĩ ngồi có một chút mà nó sức mồ hôi hột, mà tại sao bao nhiêu con người ngồi đây làm gì? Con tin chắc phải là đặc biệt. Thấy chưa? Cái người ta thông minh là tự nhiên người ta có góc độ, người ta nhìn sâu sắc liền, không nói vòng vo chứ, đúng không? Nó còn mình cho rằng mình thông minh, ngồi chưa nóng cái mông là mình giọt mất tiêu. Đó là mình thiếu góc độ. Thiếu góc độ. Hiểu chưa? Nên mình á, người xưa ta nói á, đi một ngày đàn học một sàng khôn là con người phải kiên nhẫn. Chắc chắn rằng một tổ chức lớn là nó phải có một khả năng gì, nó phải có một cái tố chất gì lạ lắm, nó mới thu phục nhân tâm con người ta đông như vậy. Chứ không thể nào mà bình thường mà tự nhiên thu phục nhân tâm con người ta như vậy. Bản thân mình có một con vợ mà mình còn chưa thu phục được nhân tâm nó nè, chứ đừng nói chi mà mình nói thu phục ai. Quý vị biết có những người mình á, mình ở ngoài đời mình có thể làm ông này bà nọ, nhưng quý vị thu phục vợ chồng quý vị khó, thu phục con quý vị khó đó. Không có dễ đâu, mà mình đi quản lý người ta quá trời mà vợ con mình không thu phục được đó. Mình nói không được sao thu phục người ta. Nên từ nơi đó mà cái nhân sinh quan lý trí là nhìn nhận sâu sắc quý vị. Tại vì sao? Vì trong nhà Phật nó có sự mà gọi là nhiếp thọ nhân tâm. Quý vị coi bây giờ tự nhiên tổ chức ra chương trình gì, rồi bây giờ bố trí cho nấu ăn đồ làm quá trời. Quý vị thấy cái việc làm này giống như cái người ngoài đời nói ông này chắc làm chuyện tàu lao khùng mà trợn gì kỳ cục quá trời. Nhưng mà cái niệm niệm là gì con người ta, niệm niệm là gì con người ta mà làm như vậy. Và khi gì con người ta thì mới đạt được trình độ gì mình, đúng không?
Nên quý vị muốn thành công sự nghiệp trong cuộc đời là trước nhất quý vị phải bỏ ra là vì người ta hết đi. Rồi tất cả nó sẽ trở lại vì quý vị. Nó sẽ trở lại vì quý vị thành công rất là lớn. Quý vị là một ông chủ lớn muốn tồn tại lâu dài, quý vị hãy vì người ta cho nhiều đi. Rồi nó sẽ trả lại cái lợi ích cho quý vị rất lâu dài. Còn nếu cái gì quý vị cũng vì quý vị thôi thì những đức nói với quý vị làm ông chủ khó tồn tại lâu dài. Đây là cái rất quan trọng. Nên tu học nghe đạo là để làm chi? Để mở tâm lượng ra. Mở tâm lượng ra. Nên mỗi tuần thứ bảy bây giờ cái cách học tập chúng ta là đi sâu vào định luật nhân quả. Đó. Bây giờ mình nói về đạo hiếu hoài viết nó chơi chơi à. Đi sâu vào định luật nhân quả. Con nít nó nghe nó cũng thấy sợ về nhân quả. Tại vì mình gieo nhân gì gặt quả nấy các con u. Gieo nhân gì gặt quả báo nấy à. Rồi bây giờ á, lây quay rồi tới Trung Thu nè. Cái tới Trung Thu năm nay dữ dằn nè. Nó phải chi mà cái đêm Trung Thu mà đừng có mưa mát như gì thì thôi. Cảm ơn trời đất. Cảm ơn Phật Bồ Tát. Thấy không? Nó, nên trước nhất cảm ơn Phật Bồ Tát. Nhưng mà ông trời phải kết hợp. Thấy không? Nên từ nơi đó cho cái đêm Trung Thu đừng có mưa, để cho con cháu nó chơi, kệ cho người già khắp nơi nơi được về vui chơi đêm Trung Thu. Mà cái đêm Trung Thu là có live show ca nhạc đó nghe. À, nên năm nay sắp xếp về sớm sớm một chút, khoảng 5 giờ đồ có mặt đi. Tại vì chương trình thì Đức nói chuyện chừng nửa tiếng thôi. Không, cái này giống như cái live show thiệt. 10 ca sĩ mà. Tôi nghĩ không phải là show chứ gì. Không mà nhiều ca sĩ nổi tiếng lắm đó nghe. Nó nên thôi kệ, người ta thích đến chùa mà quý vị ơi. Nhà Đức kia mấy người ca sĩ thôi dẫn gia đình đều đi theo chứ. Nó để dự Trung Thu cho vui. Nên cha mẹ, người thân đồ, ông bà đồ, con cháu dẫn theo. Nếu mà nhà mà mười mấy hai chục người thì mình thuê chiếc xe mình đi luôn. Cứ đi đi, đi đây tôi mua bánh Trung Thu, tôi đẩy cho. Đèn tôi đặt, tôi mua 10.000 cái đèn Trung Thu rồi. Khỏi cần lo. Nghe không? Chuẩn bị đặt bánh Trung Thu. Nhớ thí dụ như ai muốn cúng dường bánh Trung Thu thì báo cho nhà chùa. Trước bây giờ đi để những đức biết, những đức đặt. Còn không cúng thì thôi. Không, chứ không thôi mà người ta đặt hết trơn rồi đem lại quá trời sao. Phải kết hợp với nhà chùa nghe. Các đoàn đồ này kia đồ đó muốn cúng dường cái gì đẹp bánh Trung Thu gì thì báo giùm, để người ta biết người ta đặt. Còn không cúng thì thôi. Nói lúc này làm ăn khó khăn, thôi lỡ ăn ké thôi khỏi cúng. Thôi tùy hỷ. Sao đâu. Hiểu không? Chứ đặt nhiều á, đặt bánh Trung Thu nhiều á. Đó. Nên trước nhất nhà Đức nêu những việc gì đó để cho cái tuần thứ bảy mỗi tuần bây giờ hưng khởi luôn, trở thành một cái lớp học mà hạnh phúc nhân sinh. Lớp học này nè, gia đình được ngồi nè, nghe nè. Rồi xong á, gia đình chúc ăn uống chung, bánh trái đồ ăn, đồ chay trong chùa ăn, mình tự nhiên thấy quý. Mà cũng làm mấy món ngon á nghe. Nay thấy ngon á các con. Gọi này mua xì tin rồi chứ. Hiểu không? Quý vị biết lỡ ngồi đây có phước lắm. Tại vì đây là một đại gia đình ngồi chung mà người biết tu. Quý vị coi bây giờ mình vô cái quán ăn có bao nhiêu người đó mà nó la sùm. Nó nhậu vô chút chừng nó cầm chai Sài Gòn đỏ nó vượt mình chạy dù dù. Nó vô đây ngồi thấy im re thấy chưa. Mà còn nghe giảng đạo còn cái mặt cười cười nữa là thấy ngon rồi. Quá hạnh phúc rồi đúng không? Nghe gì á, mọi người sống với nhau chân thật nhiệt tình, thấy không, hết lòng hết dạ. Rồi xong á, đối với cha mẹ còn sống hiếu đi nghe, đừng có đợi chết mà khóc nghe chưa. Cha mẹ còn sống hiếu đi, nó nhiệt tình hết mình hiếu với cha mẹ đi, không có khổ đâu, đừng có lo. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho tất cả quý vị ai cũng là người á, nghe đạo tin sâu nhân quả rồi biết niệm Phật rồi biết cầu sanh cực lạc nha. Ai Di Đà Phật. Bây giờ nhà Đức đọc danh sách
những người sinh nhật bữa nay nè. Đặng Thị Hương 53 tuổi, Đỗ Thị Mỹ Lệ 57 tuổi, Chu Phạm An Nhiên 7 tuổi, Phan Mỹ Luân 65 tuổi, Phan Mỹ Luân 65 tuổi, Hoàng Thị Minh Ngọc 14 tuổi, bé Nhất Phương 2 tuổi, Nguyễn Diệp Kỳ Anh 16 tuổi, Lâm Ngọc Hiền 34 tuổi, Trần Thiện Nhân 2 tuổi, Đỗ Đức Khang 7 tuổi, Quỳnh Ngọc Phúc 43 tuổi, Quỳnh Thị Mỹ Dung 43 tuổi, Trần Bảo Ngân 7 tuổi, Vũ Thị Hiền 62 tuổi, Nguyễn Quỳnh Lan Thanh 9 tuổi, cô Diệu Hà 48 tuổi, Bùi Thị Hồng Nhung 16 tuổi, Trịnh Thị Phương Thảo 10 tuổi, Trà Thị Thấm 55 tuổi, Nguyễn Thị Ngát 43 tuổi, cô Hồng Thiện 63 tuổi, Hồ Đặng Tấn Thành 14 tuổi, Trần Thị Lý 36 tuổi, Đoàn Thị Tường Vi 10 tuổi, Nguyễn Ngọc Lan 5 tuổi, Nguyễn Hoàng Gia Hoan 6 tuổi, Nguyễn Thị Điền Ngân 29 tuổi, Đặng Hoài Ngọc 20 tuổi, Nguyễn Thị Hồng 49 tuổi. À, quá đông. Mai mốt tôi khỏi đọc nữa nghe, sinh nhật là tôi nói cái chạy lên đây nghe. À, đọc thấy lâu quá. À, giờ thôi, biết được ý nghĩa sinh nhật rồi, giờ tặng quà nghe. Nhớ cái máy niệm Phật này các con đi đâu cũng đeo nghe không. Còn con heo thì bỏ ống để mà mua quà cho cha mẹ nghe chưa. Đó, đây nè các con ơi. À, được con, để đi con. Nè, đây. Đó, nè bé nhỏ nè con. Cầm chắc coi chừng gớt bể nghe không. Con heo này mà gớt cái là chết queo đó. Nè, ai vậy đào Phật, đứng xích ra. Rồi nước ngọt được các con chế trước đi. Chế trước đi, rồi xong rồi chút mới ăn nghe, chứ làm việc chút. Đây. Nè. Nè con gái, cầm chắc con. Đây. Đây. À. Ồ, mấy heo đồng tiền đưa đây. Đây, nè con, cầm chắc cô cầm giùm để gớt bể á. Đây. À. Rồi ai có heo đứng xích ra. Xích ra đó. Đây, ai vô đầu Phật. Chờ chút chúng ta còn niệm 10 câu Phật hiệu nghe. Rồi mình mới ăn. Đây, Như Đức tặng quà một chút. Nè mấy cô bước lại đây mấy cô. Chưa có bước lại đây. À, đây. Nè con gái, ai với đầu Phật. Đây cô. Ừ. Nè mấy cô. Ừ đây. Đâu rồi. Nè ai chưa có bước vô đây. À. Đây. Đây con. Đây. Bước qua đây. Rồi còn ai chưa có là đây. À, rồi, còn ai không? Đây. À, còn cô, ra đây cô. Rồi, đứng chắp tay nè, chắp tay niệm Phật 10 câu nè quý vị ơi. Chúng ta hồi hướng cho cha mẹ mình còn sống hay đã mất nghe. Và tất cả chúng sanh được bình an. Nam Mô A Di Đà Phật. 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 Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ. À, về chỗ ngồi đi các con.